Dân chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay nhóm thiện nguyện của dân lại đi tiếp tục đi trao quà cho bà con. Đây là 120 phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An. Mỗi phần quà trị giá là 200.000 đồng, gồm 10 kg gạo, nước tương, nước mắm, muối và dầu ăn. Và gia đình anh Vũ Cần Giuộc, Long An có gửi tặng cho nhóm của dân là 2 triệu để mua xăng và mua đồ ăn trên đường. Rồi bây giờ mình chắc quà xuống. Sức khoát luôn, tài xế rồi. Anh tài xế này không chắc nhiều được đâu. Không ấy tôi bên xe, anh tài xế đẩy đi luôn à. Được rồi, táp rồi. Được rồi. Tiếp lên. Giả lắm à, đừng kêu à. Rồi mấy chị em của mình chắc quà xuống giỏ hết rồi. Bây giờ mình ghé chợ Ngọc Trúc mình trao quà. Mình trao tại chợ Ngọc Trúc một phần. Một ít chứ. Giờ phát cứ phát. Kiểu phi cà gạn ống táo nồi đất à chợ mà tài xế kiếm chỗ đậu ăn trước kìa, trong lỏng à, có dưới này dòng lên chị nó nước nó đánh xuống. Rồi dân ghé chợ nên dân tặng quà cho mấy người bán rau á, bán rau củ. Rồi lên rồi bây giờ mình bắt đầu đi lên, đang chút xíu. Rồi đầu tiên em tặng cho anh nha. Dạ, em cảm ơn. Đây là phần quà của anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An á, phiếu gia đình ăn lấy thảo. Dạ, rồi chúc anh mua bao bán đắt nha. Ôm cho tôi về nè. Rồi em cũng tặng cho chị phần gạo, cái phần quà. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nè. Đây là phần quà của anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An. Nước tương nước mắm đó má. Em tặng cho chị luôn nha. Đây là phần quà của anh Vũ Cần Giuộc, Long An. Rồi biểu chị ăn lấy thảo. Rồi em cũng biểu chị phần quà nha. Đây là phần quà của anh Vũ Cần Giuộc, Long An. Biểu gia đình chị ăn lấy thảo, em gửi tặng chị. Dạ. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Cái này bán được không? Bán lại ghê cô. Dạ. Em cũng tặng chị phần gạo luôn. Đây là phần quà của anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An. Với gia đình ăn lấy thảo. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Chổi này là mình tự bó hả? Đẹp quá hả? Ê cái chổi nè, bó gì là sắc xảo lắm á. Trời ơi, bạc kia chứ cho sao tôi cho được. Bán vậy nhiêu cây chị? 10.000 rẻ vậy? Không. Một ngày mình làm được bao nhiêu cây? Rồi em đi nha. Dạ. Em qua đây hả? Rồi chị có phần quà biếu gia đình ăn lấy thảo. Chị nào cho em? À, cho chị kia ha. Dạ em không nhận ha. Rồi đây là phần quà của anh Vũ Cần Giuộc, Long An gửi biếu. Rồi chị cũng tặng em phần gạo nha. Đây là phần quà của anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An. Nếu gia đình đang lấy thảo. Mẹ đã cho ba nó nên thành đi. Mô Phật. Để tôi không có đâu, tôi không. Ui, lần ra xích xa xa ra mà tôi chết đi. Gửi biếu em phần quà ăn lấy thảo. Đây là phần quà của anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An gửi tặng nha.
Rồi em chị bác giúp chị phần gạo nha. Đây là phần quà của anh Vũ Cần Dục Long An gửi tặng cho chị Mấy Thảo. Này dưa môn mình tự làm bán hả chị? Dạ, mùa nước này cũng dễ kiếm dưa môn nha. Này ha. Chị kiếm ai phần quà anh Mấy Thảo. Đây là phần quà của anh Vũ Cần Dục Long An. Đây, đây nè. Rồi chúc em nhiều sức khỏe nha. Rồi em cũng gửi biếu chị phần quà anh Lấy Thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Cần Vũ Cần Dục Long An biếu. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Biếu chị phần quà nha. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ Cần Dục Long An biếu gia đình chị Lấy Thảo. Dạ. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ anh Khánh trả xe đo ôm bà cô kìa. Nhỏ bán bánh bà hả đó, đó là gì ta? Đâu? Nhỏ Khánh trả xe bà cô bà ở đó ngon vịt đó. Nhớ mình mua bánh hổm á. Vậy em biếu chị phần gạo anh Lấy Thảo. Cảm ơn nha cưng. Đây là phần gạo của anh Vũ ở Cần Dục Long An. Rồi biếu gia đình chị Lấy Thảo. Rồi cảm ơn. Vậy cho mến cho tôi xin phần cho cháu tôi đi, tôi xin giùm được không? Cháu tôi mới mất rồi, bữa nay mở cửa mở nè. Vậy hả? Tôi xin phần đi. Để cho cháu coi, cháu bỏ lại 4 đứa con chị ơi. Đứa chuột đi mua đồ. Rồi, rồi kéo kéo khẩu trang lên đi. Kéo khẩu trang lên, kéo khẩu trang lên. Chạy lên. Đi mừng nước mà xin cho cháu con số quy á chị. Rồi, em cũng biếu chị phần quà anh Lấy Thảo nha. Xin cho cháu tôi. Dạ, rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ, nhiều khi em không biết. Ừ. Chị hả? Lấy dưới nè chị. Lấy dưới đi. Đây. Ngày em biếu chị phần quà anh Lấy Thảo nha. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Dục Long An. Cô đi chợ hả? Rồi rồi, biếu cho cô một phần quà luôn. Rồi con biếu cô phần quà anh Lấy Thảo nha. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Chị bán dừa hả? À. Rồi rồi, gửi cho chị một phần quà luôn. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Dục Long An, biếu gia đình anh Lấy Thảo chị. Rồi cái dầm này kìa. Dạ dạ. Rồi để đó đây pha. Chị bán cho chị nè. Mẹ 90 tuổi này nằm chờ bị gãy trên đùi nhà rồi chị đi bán chị gấp về. Chị thấy vậy là cho chị trước á. Chị về. Rồi vậy em biếu chị phần quà anh Lấy Thảo luôn nha. Rồi bỏ vô đây đi. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ Cần Dục Long An gửi tặng á. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe. Cho à, chị bán cái số hả? Dạ. Rồi em gửi chị phần quà Lấy Thảo nha. Cảm ơn chị. Rồi. Rồi. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Rồi em gửi tặng chị luôn. Dạ. Rồi. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Ô cô, ở trên hả? Gửi tặng cô phần quà luôn cô ơi. Đây là phần quà của anh gia đình anh Vũ ở Cần Dục Long An á, gửi tặng. Con để đây nha. Đem xuống đưa giùm bà giùm đi. Cô bán đầu tư ở trên sông. Rồi chị gửi tặng chị một phần luôn đi. Rồi. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi, chào chị. Cô hai, con tặng cô hai phần quà nè. Rồi, đây. Dạ khổ hả? Dạ cô sống với ai? Sống Bình Ơn hả? Con mình đang đi khổ rồi. Dạ dạ. Rồi con có phần quà. Dạ con nhìn mặt quen quen chứ con không nhớ không? Dạ con có phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Dục luôn ăn. Biếu cô Lấy Thảo nha. Để nổi không? Để dưới đây đi. Rồi, rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Tặng cho chị phần đi. À, bà này đúng không? Dạ. Dạ. Đây là phần quà của anh Vũ ở Cần Dục Long An, biếu chị Lấy Thảo nha. Biếu chúc chị nhiều sức khỏe. Hôm nay chị có đây nè.
À, em biết chị phần quà luôn, anh lấy Thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ, phần ruột Long An. Dạ. Bá đây. Tặng cho cô một phần luôn. Đây, con có phần quà biếu gia đình con lấy Thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ, phần ruột Long An. Biếu. Dạ. Dạ, dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi, có phần quà biếu gia đình con lấy Thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ, phần ruột Long An. Chị có phần quà biếu gia đình anh lấy Thảo nha. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ, phần ruột Long An. Mít chín đây, mít chín đã hầm. Mít chín đây, dạ, đã hầm. Cô bán cái số nè cô. Rồi, biếu anh phần quà anh lấy Thảo nha, bán cái số hả? Rồi, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Đây em cũng tặng anh phần quà nha. Rồi, rồi chúc anh mua bao bán đắt nha. Bệnh nhà bà lắm, đau nó là sập vậy. Đây nè, đây nè. Rồi. Rồi em cũng biết chị Hồng Hoàng lấy Thảo nha. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ, phần ruột Long An. Biết gia đình anh lấy Thảo. Rồi chúc chị mua bao bánh bắt nha. Gì nữa? Chưa, đã con thấy cái. Rồi từ. Con biết gì phần quà lấy Thảo nha. Rồi. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ, phần ruột Long An. Biết gì? Rồi chúc chị nhiều sức khỏe. Con đi nha. Đâu bán cá nào? Đây hả? Đây. Rồi chị cũng biếu không? Phần quà anh lấy Thảo nha. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ, con ruột Long An gửi biếu. Rồi, rồi chúc em nhiều sức khỏe nha. Đi, đi trở lại. Chị có nhận không? Nhận em cho người ta đi. Hả? Cho người ta nó nhắn xin nữa trời. Đã ngồi đó đó. Đây nè. Xin cho người ta hả? Hỏi cho ông kìa này, sức đi tuần này bóng ổng lên xuống hoài. Chị này cũng hay mua cao của chị, rồi chị cũng hay đi từ thiện lắm. Ừ. Rồi, lúc trước. Rồi, rồi chị tặng giùm em nha. Rồi, em gửi. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Em đi. Chị. Chị này hả? Ừ. Cô nói cung cưng rồi nãy giờ chưa 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 hoài mà nó hồi lên chẳng mà không có lên không thằng rồi rồi vậy em cũng biếu thôi phần quà lấy Thảo nha. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ cần ruột Long An gửi tặng. Dạ, chú ơi. Dạ. Chú nước đá luôn chú ơi, chú mang kiến đó. Chị nhà chị ở đâu? Tại biết có nuôi thằng thật. Rồi rồi em cũng biếu chị phần quà lấy Thảo nha. Đánh. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ con ruột Long An gửi tặng. Ở khu dân cư hả? Tại nãy là tính vô khu chung cư mà điện cho anh Trầm nãy giờ không được. Rồi, rồi cũng biếu cô nhiều lắm. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Một người được sức rồi cô ơi. Còn cô ở đâu? Chung cư luôn hả? Rồi con cũng biếu cô phần quà lấy Thảo nha. Phần quà của gia đình anh Vũ con ruột Long An. Ở khu dân cư luôn hả? Dạ. Cảm ơn nha. Rồi con cũng biết cô phần quà lấy Thảo nha. Rồi, rồi. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Chị. Rồi, em biết chị phần quà lấy Thảo nha. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ cần ruột Long An. Gửi biếu. Dạ. Bà nào anh? Bà ngồi chỗ này mà bây giờ nó bệnh quá. Ờ em biết rồi, em biết rồi. Dạ. Cái cô bán rau lúc trước ở đây ha. Dạ, đi chút xíu em gửi, chút xíu em gửi. Rồi, chào cô, con cũng biết cô phần quà lấy Thảo nha. Dạ. Cầm đây tôi đi bán gạo. Rồi, đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc Long An gửi biếu. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Chào cô, con biếu cô Hồng Hoàng lấy Thảo nha. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ con ruột Long An gửi biếu cô. Chúc cô nhiều sức khỏe.
Cô, con gửi biếu có phần quà. Cảm ơn cô. Dạ, đây là phần quà của anh Vũ Cần Dục Long An, gửi biếu. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi, lên trên kia cái là được rồi. Đây, vô chè đây. Anh nhận giùm cô nha. Anh chở đi cảnh giùm cô. Dạ, dạ, rồi. Đi, té đi nổi luôn hả? Dạ, dạ, rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, dạ. Hả? Hả? Rồi em cũng biếu chuyện phần quà lấy Thảo nha. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc Long An gửi tặng. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe. Phần quà lấy hết rồi nè. Chào cô. Con gửi biếu cô phần quà lấy Thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc Long An. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi con cũng cho diện phần nha. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc Long An gửi biếu diện lấy Thảo. Cho gì mà cho ngon lắm này từng nước. Rồi con tặng diện phần luôn. Mà tặng cho em một phần luôn nha. Rồi chúc em nhiều sức khỏe nha. Rồi bưng lên trên đây năm mấy phần nữa là xong. Mỗi người một phần thôi, mỗi người xách một cái. Rồi em biết chị phần quà lấy Thảo nha. Đây là phần quà của gia đình Vũ Cần Giuộc Long An gửi tặng. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Thế chị ơi, chị đợi đây nè. Chào chị ạ. Em có phần quà biếu gia đình chị ăn lấy Thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ gần ở Cần Giuộc Long An gửi tặng nha. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Ôi, còn nó xuống dưới. Em đi nha. Rồi cho chú phần quà lấy Thảo luôn chú ơi. Dạ, đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc Long An gửi biếu. Chú sống trên ghe hả? Thận ghe dạ. Hết rồi. Rồi con gửi biếu chú phần quà lấy Thảo nha. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc Long An. Rồi, chú lấy Thảo. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe. Bây giờ mình đi chỗ khác. Chị con gửi cô phần quà đi, cô đưa cho bà giùm con nha. Bà bị té đi không được hả? Dạ đi mấy đường, từ đây tới xa cô. Cô cũng xa, mọi người mới cho cô. Dạ con không lành rồi, đi con gửi cô nha. Để cô đừng hợp. Dạ, đừng hợp. Ừ, vừa mới rồi đó. Bà ở trong giận 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 đó. Ông ngủ ở đâu ai biết không? Ông ngủ cũng có người đó, ông ngủ á. Đây nè, cô. Trời ngủ mới không? Sắp nhỏ lắm á. Cô đưa bà giùm con nha. Cô con tư. Đây là phần quà của gia đình Vũ. Mà tôi nói thiệt rồi đó, má tôi đó, rồi bà thấy đường rồi. Dạ. Cô bán ra trên sông hả? Mình cho dưới chợ bây giờ còn hơn 30 phần nữa. Bây giờ mình đi vòng vòng trong kênh thì mình cho ở xã Vĩnh Thạnh. Cái kênh này nhỏ là đi bộ vô. Ở đây cũng có người chỉ ông cụ trong này tắm cũng khổ nè. Giờ mình vô đây thử. Còn cái đường này mới đúng là cái đường. Đúng là đường mình đi nè. Thế này bằng đêm tôi không dám đợi đâu nội ơi. Tôi sợ mơ lắm á. Vắng rất là xa thì không sao. Ô chị ơi có rồi, có rồi. Gặp đó bay đi. Đi nãy giờ lòng vòng nãy giờ kiếm thấy dạ ở đây anh thấy buồn quá ha. Ôi vừa mát của cô Chính có ngày xưa cô Chính biết phải không đây khi bỗng ra ông cụ ơi có người ở nhà có ai ở nhà không ổng. À, con chào ông. Nãy giờ ông tìm nhà ông cũng lâu rồi mới gặp, có vòng vòng nãy giờ con hỏi thăm á. Tại vì có người cường có người chỉ là ông ở đây đó. Ông ở đây sống với ai vậy ông? Có một em nè. Có một mình hả ông? Dạ. Dạ. Con vô cái nha.
không có ở được, có nhà nước cất cho đó rồi là lập thiết thì lập ngã. Dạ. Rồi cái đòn tay thì hơn một thước, rồi lâu có là nó lá nó vô đó. Dạ. Mưa lại rồi cây cối có cháy đều này đó, nó có bằng đó. Dạ. Rồi đâu có là mưa lại là nước vô ào ào. Dạ, cũng như là mưa dột mình không ở được ha. Không có ở được. Rồi trong quanh đây cũng chưa có che luôn. Dạ. Đó, giờ đây cứ cây á, để dạ, là... Dạ. Các cái nhà đó xin anh em này nọ đó. Dạ, dạ. Bạn bè đó. Dạ. Vậy con cũng có phần quà biếu gia đình ông Ân Lấy Thảo nha. Dạ. Đây là phần quà của gia đình Cần Duột lên Long An. Gia đình anh Vũ ở Cần Duột Long An á, gửi biếu. Dạ, chị viết tới để tôi cầu nguyện cho nó ạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn gì lắm. Xin người ta. Dạ, dạ. Học cưa cây á. Mấy cây cây ông cũng xin luôn hả? Mình cưa cây đó xin người ta không được đâu, người ta nói mình lấy tiền đi ăn xài. Dạ. Không ở đây. Ở có mình mà ăn xài bây giờ với ai bây giờ? Ông bao nhiêu tuổi vậy ông? Dạ. Tuổi tôi là 44. 74. 74 thì gì đó, 44 còn có giúp mình. Bây giờ ông có công kỳ. Dạ, sáng ăn cơm chưa? Cơm thịt tiêu. Có nấu cơm bằng gì đây? Nấu bắp củi. Ờ. Không có cái bếp luôn, chỉ có nấu bằng ba ông táo cục gạch ở đây nè. Nó ba cà gàng luôn, ba mỏ gạch có luôn. Có gì? Để bữa nào con ghé con tặng ông cái lò nha. À, kê ba cái cục gạch như ngày xưa luôn, đúng chăng ngày xưa luôn rồi đó chị. À. Các là nghe tôi chỉ nói hồi lần trước tôi xài cả chùa cái nốt nhà này nè. Dạ. Tu hành đàng hoàng á. Dạ, dạ. Rồi sao lại là tham gia nhà nước là ông ngồi đi ông ngồi đi. Dạ. Hội sư sãi nước của tỉnh Kiên Giang á. Dạ. Là đi đâu á hoạt động được cho người dân tộc lạng khang trang hay gì á. Dạ. Vậy con cũng có 500 ngàn biếu ông nha. Dạ. Để ông mua ở gì ông ăn. Đây là tiền của Ray Anh Trần ở bên Mỹ á. Để dạ. Biếu ông. Dạ. Dạ. Chờ gió bớt rồi đó ông mua lá mua gì ông che che lại bớt rồi đó chứ gió vô lạnh lắm. Dạ. Rồi con chúc ông nhiều sức khỏe con đi nha. Dạ. Con đi luôn ơi. Dạ. Chắc kì. Chào cô. Cái ruộng mới vô hả cô? Dạ em có phần quà biếu con Lấy Thảo nè. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Duột. Biếu con Lấy Thảo nha. Cảm ơn nha. Dạ. Chúc con nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Cô sống ở nhà với ai vậy? Có mình anh hả? Mình anh hả? Năm nay cô nhiêu tuổi vậy? 70 tuổi. Vậy hả? Ăn cơm được nhiều không cô? Bữa ăn chán rồi cháu ngoài à. Rồi đi ruộng rồi trồng cái gì? Trồng gần Nha Tam. Hằng ngày mình qua chợ bán. Hằng ngày thu nhập có nhiêu lận? Có gì đâu cô ơi, bán có gì đâu. Dạ. Hoàn cảnh cũng khó khăn quá hả? Sống một mình luôn, 70 tuổi rồi. Cái nhỏ xíu con luôn ha. Mà cũng đi làm. Vậy dạ, không có gia đình nữa. Không có gia đình. À, dạ, dạ, dạ. Không có con. Vậy con cũng có 500 ngàn đồng của Ryan Trần ở bên Mỹ. Biếu cô nha. Mua áo ấm hay mua cái gì ăn? Tại vì gió này gió bắp. Dạ bên Mỹ gửi tặng. Còn gạo với nước tương, vậy dầu ăn với nước mắm là của gia đình anh Vũ Cần Duột Long An. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha con đi ạ. Rồi. Chào anh ạ. À. Em có phần quà biếu gia đình anh Lấy Thảo. Ở gần đây. Dạ đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Duột Long An á. Biết gia đình anh Lấy Thảo nha. Chúc mình nhiều sức khỏe nha. Dạ em con năm quan trên đây nè. Dạ. Em đi ạ. Dạ. Rồi dân đi vô kênh này nhờ chị Dưỡng Úc dắt đi giùm. Ở đây là ông lão ở đây. Rồi con chào ông ạ. À.
Con có phần quà biếu đây, gia đình anh Lê Thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở bỏ đây đi. Long An. Biếu ông nha. Cảm ơn cô, hai cô. Dạ. Rồi, ông ở đây sống đây với ai vậy? Dạ, con ở vòng vòng mà tôi thì ở đó nè. Mình ơn hả? Từ ngày ông làm gì để sống? Tôi văn lưới rồi bò bò văn chứ già làm cái gì hết nổi. Văn lưới rồi bán cá hả? Bán cá, cá hạt á. Dạ, một ngày vậy mình văn nhiều không ông? Kiếm tiền được nhiều không? Bữa 2 bằng ký, mận ký có mười mấy ngàn à. Ngày được 2 mấy ngàn hả? Ừ, 2 mấy ngàn. Dạ con mất tiền. Dạ con cũng có 500 để biếu ông, để ông mua gì ăn nha. Đây là 500 ngàn của anh Ray, anh Trần á. Dạ ở Mỹ biếu ông. Cái này là con chỉ gia đình gặp khó. Dạ, dạ, nghỉ văn lưới vài bữa đây. Mấy cô, mấy chú thượng lộ bình an, dạ. Điều may mắn. Dạ, rồi con cảm ơn ông, dạ. Con chúc ông nhiều sức khỏe, con đi nha. Dạ, nghỉ văn lưới vài bữa đây, mua sữa đồ uống đây. Chào bà, con có phần quà biếu bà Lê Thảo. Quay luôn cái nhà này hả cô hơi quay. Dạ không không. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc Long An. Biếu bà ăn lấy Thảo nha. Dạ. Rồi con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Cầm thôi nhỏ để dưới đi. Tôi đau cũng không nói giờ chưa mới chưa phải hết còn thuốc nữa. Đi không được. Dạ. Dạ bà sống ở đây với ai? Sống với con. Chỉ con gái Út đi làm này. Dạ, bà đờ bệnh gì vậy? Bệnh tai biến đi không được. Dạ. Rồi cứ bây giờ nó đi lại được hơi hơi rồi mình thuốc dạ. Còn uống hoài à. Dạ. Thuốc uống hàng ngày á, hàng tháng. Dạ dạ. Bởi mà đi bị cái gì đó, đi không được thì em sẽ cho. Dạ, cái bảo hiểm dạ. Mà uống 2 tháng dạ. Mình tự mua hay là bảo hiểm bà? Bảo hiểm mà đóng tiền tới 225 ngàn. Dạ dạ. Và miễn 2 tháng mình đóng 50. Dạ. Còn không có tiền thì không có thuốc ở trong á thì mua. Dạ, rồi dạ. Đi mua thuốc á. Rồi ở chợ bản á người ta cho tiền đi mua. Người dạ. Ta lấy chở mà đi giá đó. Dạ. Là xe hồng một tử á. Đi mua lấy thuốc giùm đem về đây uống chứ cho đi đâu chứ. Dạ. Vậy con cũng có phần quà là 500 ngàn. Của Ryan ở Trần ở Mỹ. Biếu bà nha, để bà mua thuốc. Mừng ơn. Rồi rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe vậy con đi nha. Dạ. Rồi con đi. Đi hơi được hay hỏi chỗ kia đi không được á. Dạ. Nè anh đặt. À người lái xe. Vô cho bước vô rồi. Vô mời đâu? Hả? Đi về con. Nhà nhỏ mẹ đâu? Con nói chuyện sao? Nói sao nữa hả? Dạ. Chào anh ạ. À. Có phần quà với gia đình anh Lấy Thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc Long An á, với gia đình anh Lấy Thảo nha. Rồi, chúc nhiều sức khỏe và dạ. Ủa nhà sao nữa có ai? Đó là nhà bữa hồi nãy đó. Lát mình ra mình kinh đi thì. Vô nhà luôn hay gì? Vô nhà luôn. Thôi chị ở ngoài này đi, đây đây nè em. Rồi chị cũng có phần quà biếu gia đình anh Lấy Thảo nha. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc Long An. Rồi biếu, biếu mang Lấy Thảo và chúc nhiều sức khỏe nha. Rồi che dữ nha. Rồi chào chị ạ. À. Em có phần quà của gia đình anh Vũ Cần Giuộc Long An á. Biếu anh Lấy Thảo. Thấy giùm. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn nhà hào tâm. Rồi đi đi đi. Nước ngập kia nè. Nông nước à. Chào chú ạ. À.
có phần quà biếu chú Lấy Thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An á, để biếu gia đình chú nha. Cảm ơn cô. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe, con đi ạ. Ở đâu chú? Chào chú ạ. Con có phần quà biếu gia đình anh Lấy Thảo. Đây là phần quà của anh Vũ, vợ chồng anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An á, gửi biếu. Và chúc chú nhiều sức khỏe, con đi nha. Dạ. Chào em, chị có phần quà biếu gia đình anh Lấy Thảo nè. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An, gửi biếu Lấy Thảo nha. Rồi, chúc con nhiều sức khỏe. Giờ trao đổi, giao đổi. Chào chú ạ. Con có mua, con có phần quà biếu gia đình anh Lấy Thảo. Sao sao ấy ra. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An, gửi biếu anh Lấy Thảo. Để nghe nghe chú. Rồi chúc chú về sức khỏe dạ, nha. Cũng mang ơn mấy cô. Dạ. Dạ cho em là cô chơi. Dạ. Dịch năm nay không biết chừng nào mà mới hết được đâu. Dạ, dịch truyền nguyên. Dạ. Rồi chúc chú nhiều khỏe con. Dạ. Đi nha. Xe gà. Con có phần quà với gia đình con Lấy Thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ. Phần Vũ không có đâu nha. Dạ, dạ. Con gửi đây nha. Dạ. Dạ. Thường ngày cô ở với ai? Ở với thằng ở dưới, nó đau, nó bệnh hoài, rồi với rồi có mắt tôi không có thấy được. Dạ. Máu đồ. Dạ. Cô đang ao mấy cô. Dạ. 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 Cô bệnh gì cô? Thiếu máu tim, rồi máu. Có mắt không thấy đường, ta dạ. Đi mổ mà chỉ có tiền. Dạ, dạ. Tội nghiệp dẫn ra, tội nghiệp chú không chú. Dạ, dẫn dắt con đi giùm. Chú tội nghiệp chú lắm, chú dạ. Vậy nghèo. Con cũng có 500 ngàn biếu dạ, cô ơi, mua 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 gì ăn nha. Dạ, với mua thuốc cho con trai cô. Dạ. Ôi, đây là phần tù hòa của Ray anh Trần ở Mỹ gửi. Dạ. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe ơi, nha. Mừng dạ. Lắm cháu ơi. Dạ. Mấy giờ thấy chạy nha. Vâng, chúc nhiều sức khỏe con đi nha. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp chú nha. Con đi bài. Rồi, con chào cô ạ. Con có phần quà biếu gia đình anh Lấy Thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An. Cảm ơn. Dạ. Biếu. Dạ. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi chào em. Chị có phần quà biếu gia đình anh Lấy Thảo. Dạ dạ. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An. Dạ dạ. Gửi biếu. Cảm ơn nha. Cái nước gì chảy ra. Hả? Rồi chắc nước bọt nó dầm á. Dạ, dạ. Rồi. Nước dầm mình gắt á. Dạ. Chào chú ạ. Trời nắng hả? Che lại hả? Dạ, có phần quà biếu gia đình anh Lấy Thảo. Dạ, con cảm ơn con. Dạ. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An gửi tặng. Cảm ơn cô nhiều. Rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Đi. Lời thăm cảm ơn anh. Gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An. Chào cô ạ, con có phần quà biếu gia đình cô Lấy Thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An á. Gửi biếu cô. Rồi con gửi nha. Cảm ơn cô mấy chị nha con. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe nha, con đi ạ. Con chúc mấy cô mấy chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Rồi chỗ nào cũng có một chó nó leo em hết trơn vậy chị. Tại là có gì. Chào cô. Con có phần quà biếu gia đình cô Lấy Thảo. Dạ không, con đi rồi, con mượn cái ghế ở đây. Dạ đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An. Rồi biếu ông bà ông Lấy Thảo nha.
Rồi con để đây. Cho. Dạ. Rồi con chúc ông bà nhiều sức khỏe con đi nha. Chú nhà ơi. Có phần quà biếu gia đình ăn lấy thảo. Có phần quà biếu gia đình ăn lấy thảo. Tặng á. À, đây là phần quà của gia đình anh Vũ Cần Duộc Long An gửi biếu nha. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Chú nhiều quá chị. Ừ. Nó một phần rồi. Con quà đây à. Đây con. Chào cô ạ. Con có phần quà biếu gia đình con lấy thảo. Dạ đây là phần quà của gia đình anh Vũ Cần Duộc Long An gửi tặng. Cảm ơn đi, cảm ơn anh Vũ. Rồi. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Con đi ạ. Đây, đây ôm cho. Đây chào cô à, con có phần quà biếu gia đình con ăn mấy thảo. Dạ đây là phần quà của gia, dạ đây là phần quà của gia đình anh Vũ Cần Duộc Long An gửi tặng. Rồi chúc cô, dạ rồi chúc cô nhiều sức khỏe con đi nha. Dạ. Rồi, chào cô ạ, à. Con có phần quà biếu gia đình con lấy thảo. Cảm ơn cô. Dạ, đây là phần quà của gia đình anh Vũ Cần Duộc Long An gửi tặng. À, rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. À, đi ạ. Chào chị ạ, con có phần quà biếu gia đình đang lấy thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ Cần Duộc Long An gửi tặng. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Đi ạ. Dạ. Chị ạ, à, em có phần quà biếu gia đình anh lấy thảo. Đây là phần quà của gia đình anh Vũ Cần Duộc Long An gửi tặng. Dạ dạ em cảm ơn. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Đi ạ. Chào gì? Con có phần quà biếu gia đình gì anh lấy thảo? Hả? Con có phần quà biếu gì anh lấy thảo? Này, ngoan con. Dạ đây là phần quà của gia đình anh Vũ Cần Duộc Long An á. Gửi biếu gì? Con để đây ha. Con dạ. Dạ gì sống với ai vậy? Sống mình ơn hả? Ơn hả? Ừ. Rồi hằng ngày hai đứa nhỏ thì mận xa đâu có ơn gì à. Rồi hằng ngày con biết mận gì không? Đi hay cao bác. Vậy hả? Bác hằng ngày mình được nhiêu tiền à? Ngày ba bốn chục, hai ba chục. Dạ, rồi đủ sống không? Thì thiếu sống chết. Dạ, sống thì đủ ăn. Dạ, dạ. Thì tiền của ăn cũng có xài. Dạ. Mắt gì mờ đó hả? Mắt mờ thấy đường dưới chân như nè. Sao thấy đường thấy gao? Ngồi. Dạ dạ được kìa. Ngồi lết. Ngồi lết thấy gao hả? Ừ. Trời khổ quá hả? Chỗ nào mà ngồi ngồi á, ngồi cái giòm. Có đợt hái. À, mình đi hái gao tập tàn ở ngoài á hả? Hái trên bờ sáng rồi chỉnh á. Dạ cũng như gao nó tự mập rồi mình đi hái ha. Ừ. Dạ dạ. Chỗ lòng rồi đó. Dạ dạ. Hái chị đó. Dạ. Con có 500 ngàn. Của ông Ray anh chồng ở Mỹ á. Thiếu à. Gì nha. Vậy mua cái gì ăn nha. Dạ mời con. Dạ. Rồi con về nghe gì. Dạ. Rồi con chúc gì nhiều sức khỏe. Dạ. Con đi. Dạ con ơi con á. Dạ. Đường này không có đường. Bắt không có được. Rồi con chào cô ạ. À. Con có phần quà với gia đình con lấy thảo. Đây là phần dạ, đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Duộc Long An để tặng. Dạ. Cảm ơn. Ai nói hoàn cảnh đó. Khỏe nha. Cô thứ hai nói thứ ba đó có hai chị em đó. Lấy con giò, lấy con tay rồi gì đó. Chào bà. Bà đâu không biết gì đâu. Vậy hả? Không biết hả? Bà hàng ngày bà ăn cơm được không chị? Lúc ăn. Lúc ăn hả? Có uống sữa không? Ăn ngoài mua nuôi ngoài chúng bà đó. Chỉ cơm ba bữa thôi. Bà đâu biết gì đâu. Vậy có phần quà của gia đình anh Vũ Cần Duộc Long An. Dạ, dạ. Gửi tặng nha. Rồi. Cảm ơn chị. Thì nó đi bô sắt rồi đến nhà tôi bán cá rồi tôi vô tôi phụ tiếp. Hai chị em bà bị tai biến như lâu chưa? Có 7 năm có rồi đó.
Vậy là bà không biết gì trơn hả? Không biết, giờ đâu biết. Chị em nằm uống sữa hả? Đúng rồi, ừ, đúng rồi, bịch tả gì đó, hoài tới gì đó, hai chị em thay đổi gì đó. Người ta lại thăm đó. Vì em cũng có phần quà gửi biếu bà nha. Để mang từ một cái tay bá vô có dạ. Dư tu cũng mở một mãi cho dạ. Nhiều tiền. Đây là 500 ngàn của Ray Anh Trần ở bên Mỹ á. À, biếu bà cụ nha, chị mua gì cho bà cụ ăn giùm em. Dạ, thôi em cảm ơn chị. Dạ. Rồi. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ, rồi dạ. Em đi. Cảm ơn nha. Dạ. Cái này ở đâu xuống cô? À, Ngọc dạ, Trúc. Ngọc Trúc. Chị hả? Dạ. Ờ, Ngọc Trúc ở trên, ờ, bà Xu tôi cũng ở Ngọc Trúc á. Vậy hả? Chào cô ạ. À. Dạ. Con có phần quà biếu gia đình đang lấy Thảo. Dạ. Chú hả? Dạ. Dạ, đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc, Công An. Dạ. Để tặng gia đình. Dạ. Chào chú ạ. À. Dạ. Chú câu cá hả? Chú. Có nhiều không chú? Dạ. 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 Rồi con đi chú ơi, con đi dạ. Cô ơi. Dạ. Dạ, dạ, chào cô. Ở đó đi, ở đây con xuống trên. Ây da. Dạ, con có phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc gửi tặng cô. Dạ, cảm ơn khác cô. Dạ, dạ. Rồi, con gửi tặng nha. Rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Cảm ơn hai cô nhiều. Dạ, dạ. Dạ, dính. Quay cho nó quay phim. Cho cái người ta lòng người ta giúp nhà Hảo Tâm người ta giúp đỡ. Dạ, Hảo Tâm ta xuống giúp đỡ ta cho nữa. Chào cô ạ. Dạ, chào cô. Dạ. Con có phần quà biếu con lấy Thảo. Dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ, đây phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc Long An. Dạ. Để biếu cô nha. Dạ. Và chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Để xuống đây luôn. Con mắt cô bên đây bị hư hả? Dạ, dạ. Vậy cô sơ, ở nhà cô sống với ai vậy? Dạ, dạ. Ở nhà, nhà cô sống với ai? Sống một mình đó nè. Gì hả? Có con mà con nó đi thành phố nó nằm hết trơn rồi. Dạ. Rồi bệnh Covid nó không có về. Dạ. Rồi hàng ngày cô làm gì để sống? Hàng ngày ở nhà chỉ có nhà nước cho tiền tật đằng tật nè. Là tháng là 450 ngàn. Dạ. Vậy sống đủ không cô? Dạ, không đủ thì hình nuôi cá thì mình nuôi cá chê với cá dồ gì xong đó rồi bắt lên ăn. Dạ, rồi cũng mạnh quân nhà Hảo Tâm cũng có cho dạ. Có gạo rồi đó mỗi tháng đó cô. Dạ, mỗi tháng cho nhiều không cô? Cho tháng 10 này được 5 chút, tháng này nữa là 6 nè. Dạ, tháng 10 là được 5-60 phần nữa, 5-60 ký hả? Dạ. Được ăn cũng được ha. Dạ, tháng 100 ký. Rồi vậy con chúc cô nhiều sức khỏe ha, con đi nha. Dạ, rồi. Cảm ơn. À, mà có chỗ cái ông Mười Cạnh ở nhà bên đó đó, ông cũng không nên mà ông bệnh chết đi lại từ hôi được. Mười Cạnh hả cô? Dạ, đây nè cái nhà kế bên bước qua là tới đây. Dạ, mình qua bên đây hả cô? Dạ, nhà bên kia, bên đó. Dạ, dạ, cái đầu vô đi chứ gì. Cảm ơn cô nha. Chào bác ạ. À. Con có phần quà biếu bác con lấy Thảo. Chó sổ tắt nó. Dạ, cho con một chút. Dạ, con có phần quà của biếu bác con lấy Thảo. Đây là một phần quà của anh Vũ, vợ chồng anh Vũ Cần Giuộc Long An. Dạ, rồi, chúc rất nhiều sức khỏe con đi nha. Có mình nên mấy cái ơi. Bà mất lâu rồi. Vậy hả? Bác sống một mình hả? Sống mình lên, con cũng đi mạnh chân rồi. Hả? Hằng ngày làm gì để sống? Tiền cho lâu cho vậy không sống. Vậy hả? Bệnh hoài. Bác bệnh gì? Để giờ nè, rồi nhất làm thương mới gì à. Ngoài nuôi bác? Con, gì để nuôi đi nữa rồi. Dạ, dạ. Rồi vậy chúc bác sức khỏe con đi nha. Thì tới nhà rồi, ra cầu. Bà cầu nè, rớt bao gạo xuống sông luôn nè. Rớt bao gạo phải rớt, tôi không biết nữa. Ôi, ôi. Hả? Này nó cao lắm nha. Nó cao hơn mình nữa đó. Lâu lắm mới đi cầu khỉ à. Đúng rồi đó. Tôi cũng biết bả lâu rồi đó. Ừ. Cầu khỉ đông đưa. Vườn luôn chị. Hả? Nhà này đúng ở trong vườn luôn. Ừ. Mát mẻ luôn ha. Chào chú à.
Dạ, con có phần quà biếu gia đình anh Lấy Thảo nha. Cảm ơn. Dạ, đây là phần quà của gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc, Long An. Gửi biếu gia đình. Con bưng bỏ vô đây cho ông đi. Vì bỏ này đi. Dạ. Ông bà ở với ai vậy? Trời ơi, đây là tôi với bà nè. Dạ, có hai người hả? Ở dưới thằng Úc nó đi chơi rồi. Đứng ra quay ra. Dạ, đây được rồi. Ông bà hằng ngày có làm gì không? Trời ơi, 82 người có làm gì trước hay gì vậy? Dạ. Bà cũng bệnh hoài. Dạ. À, bà thì nghe là bà hơi lãng tai ha. Lãng tai cháu ơi. Dạ, mắt thấy rõ không? Mắt cũng mờ mờ rồi. Dạ, không bà cũng đâu có làm gì đâu hả? Có làm gì đâu, chú rồi lãnh lương già thì cũng không có gì xài lãnh lương hả? Lãnh lương hàng tháng được nhiêu lần chú? Trời ơi, có 200 mấy nha. 200 mấy sao sống đủ, phải không bà? Nhà nước ngập hết trơn luôn, phải là ngập chân luôn. Dạ, dạ, nước ngập chân hả? Ốc của chân luôn, ngập tới đây luôn á. Buổi sáng đó, hả? Ừ, sáng là ngập rồi, chiều giật chỉ á. Nóng để nói chuyện rồi. Năm nay gì đó, năm ngoái ngập cái này chân luôn. Ngập chép chép chân rồi đó. Dạ vì con có cũng có phần quà của Ryan. Con có phần quà của anh Ryan nó bên Mỹ đó. Dạ. Rồi biếu. Dạ, cảm ơn. Dạ. Biếu cô, dạ. Cô với chú ha. Nghiệp cũng hỗn kết cô ơi. Dạ. Lên máu tụt máu hoài. Dạ. Con đi cải tạo cậu lóc chắc lóc không. Thôi đừng có khóc lóc. Dạ. Dạ. Đấy người ta bình tĩnh đã làm gì hết qua. Rồi. Vậy con chúc cô với chú gì sức khỏe, con đi nha. Ừ, dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Quá trời cái nhà này nhỏ xíu luôn á. Nước ngập nữa. Trời luôn. Bởi vì ở đó sang có tới đây có được nhiêu đó. Dạ, cái này là dưới không luôn á. Rồi mình cũng còn một phần quà cuối cùng lên. Rồi mình lên đây. Cố lên. Cố lên các bạn ơi. Đây có mà mình có hỏi thăm ở đây có bà cụ ở một mình nè. Ừ. Bà cụ nhà kìa. Bà nay chơi gì quá không biết đường luôn à. Bất ngờ luôn. Con chào bà. Con có phần quà, con có phần quà biếu bà ăn Lấy Thảo. Dạ. Dạ, bà cụ ở nhà với ai vậy? Ở mình lên hả? Mình lên hả? Dạ. Rồi hàng ngày bà làm gì để sống? Chồng chế này chế nữa. Dạ. Rồi con có phần quà để của bà, dạ, bà gia đình anh Vũ ở Cần Giuộc Long An á. Dạ. Để biếu bà ăn Lấy Thảo nha. Dạ. Cô. Dạ. Rồi bà có làm ruộng làm gì không? Không. Dạ hả? Mình ơn hả? Ở mình ơn. Dạ. Ở chứ thật chứ lại mà không cho là con nó về nó bắt rồi. Rồi ở một mình luôn thì cũng tội nghiệp bà đó ha. Kỳ. Vậy con cũng có 500 ngàn biếu bà nha. Đây là phần quà của anh Ren nền ở Mỹ á. Rồi biếu bà với bà mua áo ấm gì đó mặc vô. Gió bắp rồi. Dạ. Rồi con cũng chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi con về bà ơi. Con về nha bà. Đây cũng là phần quà cuối cùng dân tặng cho bà cụ. Dân cũng cảm ơn gia đình anh Vũ ở tầm Cần Giuộc đã hỗ trợ cho bà con nghèo ở đây. Dân thay mặt bà con cảm ơn anh Vũ ở Cần Giuộc và chúc thật nhiều sức khỏe. Và cũng cảm ơn Ryan Trần đã tạo điều kiện để cho dân giúp cho bà con nghèo. Và video của dân đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt. Bye bye. 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 Bye bye.